Ê, chào phó cả nhá. Rất chi là nhỏ nhưng mình ra đây mình ngắm cái bức tranh của có hình của mình ở đây một cái nhỉ. Cái gì? À, đây. Đâu? Chắc hẳn là các bạn cũng chẳng cần phải nói cũng biết nhỉ. Đây là nhân vật chính của bức ảnh này. À quên, Rồi. bức tranh. Được. Hai người nó giống nhau đấy. Wow, lại là một cái món quà nữa các bạn ạ. Em Jin lần này lo cho miền Bắc toàn lá non thôi. Thế là lại gửi ra cho mình rất nhiều nhiều cái lá bàng luôn các bạn ạ. Ở đầu video, cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Thì như các bạn cũng biết rồi, thời gian vừa rồi thì mình cũng có nói nhiều về em Jin bán cá ở trong Quảng Ngãi. Thì em đấy cũng có quan tâm tới kênh của mình và những cái cách chăm sóc cá của mình ấy. Thì em cũng có gửi ra cho mình rất chi là nhiều thứ luôn. Đây là lá nước lá bàng em ấy đã ngâm sẵn cho mình này. Còn lá bàng này thì mang ra để cho mình để mình ngâm này. Còn đây mới chính là một cái món quà. Món quà rất chi là đặc biệt luôn. Đó chính là những con cá cờ bạch đấy các bạn ạ. À, chà chà. Đi 200-300 km đấy chứ đùa đâu. Cá giờ toàn đi ô tô với máy bay thôi. Rồi bây giờ thì mình khui cá ra xem nó còn khỏe không các bạn nhé. Được cái ông em Jin này rất chi là cẩn thận nhé. Rất chi là chu đáo luôn. Đây, cá kia bọc rất cẩn thận. À, chà chà. Đây là một con này này, hình như là con mái. Mình nghi là mái. Rồi, để ra đây. Hiếp ơi, bạn gọi kìa. Ồ, có một con hình như là bị làm sao các bạn. Một con có khả năng không thọ được. Hình như có một con bị chết hay sao các bạn. Đúng rồi, một con bị chết. Thím à, thím vào là cháu uống nước thím ơi. Uầy, tiếc quá nhỉ. Chết một con, tiếc thật luôn đấy các bạn ạ. Không biết nó là trống hay là mái đây. Dù là trống hay là mái thì trong đầu của mình nó đã có một cái con tính rồi. Linh cầm lên cho bộ. Cứ cầm như thế nhá. Cũng có một con tính rồi, đó chính là mình mua riêng một cặp ra này. Đấy, rồi mua thêm hai con mái nữa. Thì một con mái ghép với lại một cái con trống của mình ấy. Thì còn một con mái nữa thì thời gian vừa rồi, con đổ ra. Thời gian vừa rồi Quế cũng mất một con mái. Thì mình cũng muốn là mua một con mái để tặng Quế. Rồi, con nghiêng ra một chút xíu. Con này là con mái rồi các bạn. Đấy, con này là con mái này. Xem nào. Để mình xem kỹ chú đáo. Đúng rồi, con này là con mái. Để mình cắt tiếp ra nhé. Đây, mình bóc ra rồi các bạn. Đây là cái con mái. Tiếc thế nhỉ. Hơi, nhưng mà không sao. Nói chung là cả một cái quãng đường dài ra như vậy thì cũng không thể tránh khỏi các bạn. Tránh khỏi cái điều nó không may xảy ra. Con này đang có chửa hay sao ạ? Cũng đang có bầu. Tiếc quá. Đó. Thì bây giờ thì mình có một cặp này. Thôi mình bây giờ mình cứ ghép một cặp này riêng ra là của mình. Còn một con mái này để bây giờ mình mang lên tặng cho Quế các bạn nhé. Mong rằng là anh em thì cũng ghép được ra. Để thứ nhất là mình cũng như ban đầu mình nói là có được nhiều nhiều cá. Thì tất cả các bạn nếu như đam mê thì mình cũng gửi tặng thôi. Chứ còn thì bán thì cũng từ trước đến giờ thì cũng có bao giờ bán được con cá nào đâu. Nên nó nói cái từ bán thì nó cũng hơi mang tiếng các bạn ạ. Mong sao là nó cứ may mắn là được rồi. Rồi thì bây giờ thì mình phục hồi cho nó khỏe lại, chờ cho nó khỏe lại đã. Mấy hôm vừa rồi chắc là bạn ý là bơi nghiêng nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa thể bơi thẳng được. Đấy, vẫn cứ nghiêng. Rồi. Đấy, vẫn nghiêng. Còn một con này nữa thì rồi, bây giờ mình mang lên trên chỗ nhà Quế thôi. Đây rồi, lên nhà phó cả đây rồi. Ê, chào phó cả nhá. Trong cái thùng rất to thì lại có con cá rất chi là nhỏ. Nhưng mình ra đây mình ngắm cái bức tranh của có hình của mình ở đây một cái nhỉ. À, đây. Chắc hẳn là các bạn cũng chẳng cần phải nói cũng biết nhỉ. Đây là nhân vật chính của bức ảnh này. À quên, bức tranh. Nhân vật chính của bức tranh là thế nào nhỉ bác? À quên, nhầm. Bác là nhân vật chính của bức tranh. Anh nhầm. Một bức tranh biết bao nhiêu cảnh như này sao gọi bác là nhân vật chính được nhỉ? Anh nhầm, tức là nhân vật chính mà mình muốn kể chuyện với các bạn hôm nay là mình ở đây. Bác có thể nói là một trong những nhân vật ở bức tranh. Nó hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng mà nói chung là cái gì ở đây cũng là mang vào để thả đi, ông chết rồi cái kìa, ông cúng nhít thôi. Đây, tình như này. Chết là chết thế nào, chú nói đùa chứ. Anh chào vừa rồi mua cá cờ bạch thì tiện thì lại tặng chú một con, nghe tin giang hồ đồn của chú chết.
Em cảm ơn từ lúc sáng rồi đấy nhá. Ừ. Cảm ơn bác. Ôi, khoái. Thế thôi đi đi xuống thả cá đấy, nhưng mà giả xô đấy. Thăm chồng á? Xem nó có phải cùng loại không đã. Bởi vì hôm vừa rồi anh thấy xem ở trên trên ảnh ấy là rất nhiều loại. Không không thật, đang nói thật không nói đùa đâu. Đừng có nói về đây rồi lại mất cả trống. À ừ, cùng loại. Cùng mà. Thả vào xem con này đang có chửa. Đang có chửa hả? Ừ. Đang có chửa hả? Ngon đấy. Đây này đấy. Anh sợ là nước đầy quá là nó nhảy ra đấy chú. Không phải nhảy ra đâu, anh nhảy ra em biết mà. Ấy đuôi quấn luôn này. Đâu con trống mà đã ra đâu mà đuôi quấn ông. Cái không, con mái nó đang ngoáy đuôi luôn rồi đây này. À ừ, thì nó gặp nước nó chả bơi. Nó ngoáy đuôi cái kiểu khác. Chú sau dạo này chú lại cứ vặn anh thế nhỉ. Chú lại hơi vặn anh hơi nhiều rồi đấy. Lý do tại sao? Bởi vì bác vặn em suốt nay mới được cơ hội có máy quay em. Nhưng mà nước nhà chú trong này. Chuyện. À. Đấy, thôi. Thả trống đây. Sợ rồi. Nó nhìn thấy mái nó ra giờ đấy. Thuần phết này nhỉ. Ôi nó nhìn thấy tay em nó thích lắm, nó nhìn thấy bác nó sợ đấy. Thôi nhưng mà tặng cá thôi nhá. Mình xin lại cái xô nhá. Cảm ơn nhá. Tết chúng uống rượu nhá. Rồi. Rồi. Nghe bác nước đã. Ok, bác lên nước. Bác lên nước này, nước thì nước sợ gì. Chú. Ôi, lúa quê mình sắp rửa gặt được rồi các bạn này. Nhưng mà nói gì nói nhá, mỗi một lần đi đâu ấy, hoặc đi đâu xa mà ngửi cái mùi rơm, mùi dạ hoặc cái mùi cắt lúa này là nhớ quê lắm nhá. Đấy là cái kỷ niệm của mọi người ai vậy, nếu như mà ở nông thôn thì tiện trên đường về thì mình khoe một chút xíu với các bạn là quê nhà mình sắp sửa cắt lúa, màu vàng của lúa này rất là đẹp đấy. Nhưng mà hơi vất, mỗi mùa gặt năm nào cũng vậy, cứ từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối hết phơi thóc rồi lại phơi rơm, cũng vất vả mà. Ôi ra ui ra cháu nhờ khách. Ôi trời ơi gì đấy rồi, cháu đi trên thóc được không hả ra ơi? Đi được à? Khó quá nhỉ. Thôi chả có chỗ nào hở thì đành phải đi qua vậy thôi. Úi giời ơi. Ây chà, lùi húi làm gì đây người đẹp ơi? Bắt cá à? À ừ, anh cũng định bảo mấy hôm nay rồi. Em vớt hết bèo tấm ra đi. Cứ hớt bèo tạm bèo tấm ra đi. À, trà vừa rồi ấy, thì là cũng được mình bắt sót lại còn vài con cá cờ ấy. Thì nó cũng to ghê rồi ấy. Thì mình đang bảo vợ là thôi, có bao nhiêu thì nhặt là bớt nó ra được từng nào hay từng đấy. Bởi vì là không thì nó lớn lên là nó sẽ ăn cái con cá con mà bố mẹ nó lại sinh ra ấy. Thì cứ con nọ là mồi cho con kia. Thì bắt được con nào hay con đấy. Nhưng mà cơ bản bây giờ phải vớt hết bèo tấm ra. Sót nhiều phết đấy. Để anh ra anh bắt đầu triển khai cái phi vụ kia. Nói cái từ phi vụ thì nó hơi ghê gớm các bạn ạ. Thế nhưng mà có gì đâu. Mình ra mình lấy ít cái rong đuôi chó này này. Để cho vào cái hai con cá bạch này. Ấy các bạn thấy không? Nó đã bắt đầu nhả bọt rồi đây này. Con trống đã đang dụ con mái rồi này. Hay chưa? Đây cho là cái này vào để cho nó lấy chỗ nó chúi. Nhưng mà công nhận nhìn đang nhìn cá cờ ta ấy, mà nhìn cá cờ bạch này nhìn nó đẹp thật các bạn. Bởi vì nó lổi màu hơn. Đấy. Nó không như cá cờ mình thực ra thì nó cũng đẹp đấy, nhưng mà tại mình nhìn quen mắt rồi. Thành ra là nó cũng không còn là còn đẹp kiểu dạng như thế. Còn trong này này các bạn này. Đây này, những con cá cờ này của ở trong bể của mình giờ nó to hơn thế này rồi đây này. Nó to hơn thế này nhiều. Không biết các bạn trên màn hình của các bạn có nhìn thấy rõ không, nhưng mà bằng 5-6 cái đầu đũa rồi. À quên, 5-6 cái đầu tăm rồi. Chứ bằng 5-6 cái đầu đũa thì to lắm. Trong này của mình một con trống. Trong này của mình con trống là trong đầu mình tính là mua thêm con mái, mà con mái chết ấy là mình tính là ghép vào cái con này này, con trống ở trong này. Thế nhưng mà bây giờ là mình thay đổi cái kế hoạch là nếu như con mái ở trong này nó đẻ xong xuôi đâu đấy rồi lở rồi thì mình lại bắt ra. Đấy, dưỡng con mái thời gian lại ghép tiếp với con trống bên này. À, kiểu như chơi bài coi như là không cho đất nghỉ mà không ngừng tay ta. À. Trời mưa hay sao mẹ phải chạy ngô rồi. Ai trời ơi. Đây tất cả là cái số ngô gọi là mình gọi là mua gọi là một chút xíu thôi. À, để về để thêm vào cùng với cám để chăm sóc những cái con vật này các bạn. Đây là mua ở trong nhà cậu mình. Để mình kiếm một ít mang vào cho con rúi. Nana. Thực sự là cái mình gọi là lương thực dành cho tất cả những con vật của gia đình nhà mình. Bây giờ nó không còn ít như ngày xưa nữa rồi các bạn ạ. Cực kỳ tốn luôn. Cám là khoảng độ tầm 2 đến 3 bao cá mạch của một tháng.
Rồi thì cám loại 1, loại 2 của gà thì 4, 5 bao, nhiều lắm. Chưa kể phụ thêm ngô cho dê. À đấy, nói dê, có khả năng thì đấy, đấy cũng là cái ngô này là cũng là buổi tối đến khi mà gà đi ngủ rồi các bạn. Gà đi ngủ rồi thì mẹ mình lại phải xúc khoảng độ tầm đâu nhỉ? Một cái song này các bạn này. Một cái song này ra để cho nó nhăn. Đó. Cái nọ này, cái âu này rơi xuống cái hai con rúi này nó gặm đấy các bạn này. Thì là buổi tối gà nó không cướp của nó, thì là dê mới được ăn thêm một cái bát này, cho nên tốn lắm. Để mình xem dê con của mình xem đến hôm nay xem được bao nhiêu kg rồi. Nó cũng đẻ vào được 2 tháng rồi đấy các bạn. Chả ít đòi gì đâu. Kia rồi, bạn dê con đang ở kia. Thế nhưng mà có một cái điều nó rất dở hơi các bạn này. Ai chà chà, ai chà chà, cảm được cái con gì đây? Ai chà chà, cả một đàn nó đang đuổi theo kìa. Thì ra là như thế đấy. Hình như nó bắt được con nhái hay sao các bạn? Thấy đuổi nhau tung tơi lắm. Ngon rồi. Kìa bạn dê đang chơi một mình, độc lập chơi một mình. Phải rồi, bắt được con nhái rồi, cướp rồi, cướp rồi. Mày. Bê. Bê. Úi dồi ôi. Bê. Đi ra đây, anh cân thử cái. Chắc là cũng không lên nhỉnh bao nhiêu đâu, nhưng mà mình thấy là nó phát triển về chiều cao là nhiều. Bê. Bây giờ phải lừa bắt được nó, trông thế này thôi, ghê gớm lắm. Từ từ đã, từ từ đã các bạn. Khoái nhỉ. Đây tất cả những số ngan con của gia đình nhà mình lở ra đây này. Cũng lở được thêm một ít là mình có tặng cho em nhà cậu mình đấy. Cái hôm vừa rồi cháu nó lên thì mình cũng tặng cho rồi. Thế là còn được từng này đang nuôi lớn này. Với lại trong này nữa các bạn này. Đấy nhà có được 2 mái ngan mà cứ tha hồ luôn. Tha hồ luôn. Đấy con ngỗng đang ấp. Hầm hầm. Đấy. Trong này một đàn luôn này. Hay thật. Rồi bây giờ mình đi lấy cân, cân thử con dê con cái. Ôi trời ơi, dê mẹ ơi. Mày lại giả vờ tèo chứ. Vậy đi ra chỗ mát rồi các bạn, không nghỉ lắng quá. Mình thì lại có cái sở thích dở hơi là như thế này. Cứ coi như là trồng cây được một tháng thì nó bắt đầu lại rổ lên xem nó dễ nó ra nhiều chưa. Thế mới hay đi. Thôi nói thì nói đùa vậy thôi, chứ thực ra thì cũng rất nhiều các bạn cũng hỏi thăm là dê của mình là trong một thời gian vừa rồi thì có hay lớn không. Vì là mình nghĩ là chắc là có nhiều các bạn hoặc nhiều các bác là cũng có ý là muốn nuôi dê hay sao ấy. Thì mình cũng chỉ là cân thử xem là gia đình nhà mình chăm sóc nó tốt không và nó phát triển như thế nào để cho các bạn theo dõi thôi. Mình thử nhá. 50 à 68. Ui sao, sao tới 8 cân rưỡi. Sao tới lại nhiều cân thế nhỉ? Không biết. Bạn không biết vì sao? Ăn nhiều. Chết rồi, chết tôi rồi. Dê con đâu rồi? Đâu rồi? À, trời ơi, đã nằm ở kia rồi kìa. Con nhìn này. Ôi trời ơi. Đời của nhà ai như thế này bao giờ chưa? Đi, ra đây. Ra đây để cân. Ôi thế thì tha hồ mà đẹp. Ôi giờ thế kia mà chị mà anh mà tụt xuống ngang của tôi thì hỏng hết. Đi. Ô, ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Ừ biết rồi. Ừ. Ừ. Khôn lắm. Khôn thế nhỉ, cũng biết là chạy ra mẹ này. Mẹ anh cân thôi. Ôi ôi ôi, là một tu rồi. Chưa một đấm. Một tu rồi. Kêu như đứa trẻ con đấy. Nhìn nhìn kêu này. Kêu giống đứa trẻ con nào. Đẹp. Anh và nó giống nhau đấy. Đây này, anh mới giống con bố thôi này này. Rồi lên anh cân tí thôi, anh lại thả xuống. Mẹ mày nhẩm được bao nhiêu cân? 89. 89 à, gọi là được 9 cân à? 89. Sao vừa lại anh cân 68? 68. Ừ. 9 cân. Nào, ta mời bạn cùng chơi với nhau nhá. Ờ bé. Đây đây đây, tôi tới. Tôi kêu này này. Bê. Ai mà 9 cân? 68 mới lại 79 mà. Ừ. 10 cân. Lên được 10 cân. Bao.
Nói chung là có dê con ở dưới vườn các bạn, nó kêu nó vui lắm. Tuy rằng nó hơi mất trật tự một tí, thế nhưng mà giống tiếng trẻ con. Mà hôi như bố nó. 10 cân rưỡi. Dê đực này nó cũng có cái kiểu hôi, hôi khác nhau. 10 cân rưỡi đấy. 10 cân rưỡi cơ. Ừ, được 2 tháng. 68 cân rưỡi đó được 79 đúng không? Đẻ ra chưa được 2 tháng đấy nhỉ. Ừ. Yeah. 30 tháng 4. Anh em vào đây cho mọi người xem cái bộ râu. 30 tháng 4 mới 30 tháng 5 mới được 1 tháng. Bộ râu của nó giống bộ râu của anh không nhá. Nào. Đây sang đây. Hai con dê thì giống nhau. Hôm nào đi ép dâu nó. Đây lên đi. Kì nữa. Xem nào. Xem nào. Xả dâu cái. Xả dâu cái. Xuống dưới vườn này cảm giác mát mẻ thật các bạn ạ. Đúng là mùa hè mới cần đến cái cây xanh. Cũng rất nhiều các bạn cũng có nói rằng là sao anh không khắc phục những cái bưởi này nó chết đi. Thì thực sự các bạn thấy đấy, cái vườn cát này mình nó lóng, mình không có cách nào khắc phục được các bạn. Chỉ trừ khi bây giờ bỏ ra một lượng nhân công rất chi là lớn, đó là đánh bầu những cái bưởi này, rồi đưa nó cao lên, rồi sau đó là đổ đất vào thì mới được thôi. Nhưng mà mình không làm được việc đó, thôi đành chấp nhận. Cây nào sống được thì sống, mà không sống được thì đành phải chấp nhận vậy thôi. Em ơi, xách cho anh cái cân về đi. Và mình cũng xin phép mình nói lời kết thúc video ở đây. Hôm nay thì em chuẩn bị dọ cua nhé. Hôm nay vợ chồng mình kết thúc video này. Sau đó là vợ chồng mình sẽ đi đánh dọ cua. Thì không biết là có được cái gì hay không, thì hẹn các bạn ở video ngày mai.